Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng nhá. Xin chào các bạn. Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng đến luyện tập trận siêu cúp giữa Hà Nội FC và Hải Phòng FC. Đây huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm này. Chào. Các cầu thủ của Hải Phòng FC. Văn Toàn. Hải Huy. Martin Lò. Anh em thấy đấy là đây à. Các cầu thủ Hải Phòng FC. Các cầu thủ Hải Phòng FC đang chuẩn bị tập trận siêu cúp giữa Hải Phòng FC và Hà Nội TFCFC. Hà Nội FC. Các cầu thủ đang chuẩn bị. Thời tiết là rất thuận lợi cho trận siêu cúp. Buổi tập hôm nay thiếu vắng cầu thủ Lương Xuân Trường.
Các cầu thủ đang khởi động tập chạy Hải Phòng FC. Huấn viên Chu Đình Nghiêm trận siêu cúp tranh cúp Thaco. Các thủ môn đang luyện tập. Các cầu thủ đang khởi động. Video buổi tập của các cầu thủ Hải Phòng FC trước trận đấu với Hà Nội FC tranh siêu cúp đến là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, mọi người ủng hộ bằng cách bấm đăng ký kênh và bấm like. Xin chào và hẹn mọi người ở các video tiếp theo.